Sắp tới đây chúng ta sẽ cùng gặp lại nàng Điêu Thuyền, một nhân vật đã có khả năng thuyết phục cả 5 vị huấn luyện viên của chúng ta. Đó chính là chiến binh Nguyễn Thanh Sơn. Bạn ấy sở hữu khả năng ca cải lương cực kỳ là mùi mẫn. Trong khi đó, đối thủ Phương Lan của Thanh Sơn thì lại có một giọng hát cải lương ta nói vô cùng đâm ba. Không biết là sự kết hợp này thú vị hay sẽ đem đến một điều gì đó bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng xem ngay bây giờ. Di Nữ Thanh Lâu à, Nhữ Nam Dương. Vèo hoàng trai gắn kết quan già, người đã mạng dám to gan xúc phạm đến thân vàng. Ta hoàng nương tốn mãi hừng hừng lửa cầm truyền thái thánh quân chém đầu Nam Dương. Thường phương thế vua ta chiếu thề, truyền võ đao ý lên. Hồng ơi, má lên thăm con nè. Chết cha. Hồng ơi Hồng. Chết cha, sao má lên giờ này ta? 36 ghế, 7 trang là thượng sách. Ê, đứng lại đó. Người lớn không chịu chào hả? À, dạ con chào bác. Tại sao cô lại ở đây? Cô là ai, tại sao lại ở đây hả? À, dạ dạ con là bạn anh Hùng. Cái gì? Bạn là Hùng ăn mặc gì mà kỳ cục quá vậy hả? À, dạ à, không không bác ơi, con đang ôm lại tuồng để chút xíu anh Hùng chở con đi diễn. Đi diễn? Dạ. Ủa vậy tính ra con là nghệ sĩ. Sao bác tán con? Tao tán mày á là vì mày là nghệ sĩ mà mày gặp tiền bối mày không chịu chào. Ủa? Bác đừng nói con bác là nghệ sĩ nha bác. Trời ơi, hồi xưa tao làm ở gánh hát mà. Ủa mà sao anh Hùng đâu có nói cho con biết đâu ta? Thì tao có nói cho nó đâu mà nó biết. Ủa mà bác làm trong đoàn nào vậy? Trời ơi, thì là gánh hát hồi xưa mà. À, để con đoán nha. Bác Lào Chánh. Chuyện nhỏ. Cái dính luôn nè. Bà Bầu. Không có tao, Đào Chánh, bà Bầu chết hết. Ồ, dài gì mà ghê dữ vậy trời. Nhắc tuồng. À, chắc... Trời ơi, có cái nhắc tuồng không bắt làm hết hồn hết chía. Ê, mày đừng khinh thường cho nhắc tuồng nha mày. Hồi xưa không có tao hả? Làm gì con Đào Chánh nó hát được. Lại đây, tao kể cho nghe. Sao bác? Hồi xưa làm nhắc tuồng mà tao phê cái thằng kép chanh lắm. Ôi ơi, kể nghe đi bác. Anh hát ở ngoài á, bác đứng ở trong đây nè, mà bác nhìn nó sai lắm. Rồi bỗng một hôm hào quang xuất hiện. Trời, trong đoàn có người chết hả bác? Trời dạ. Trời ơi, tôi lại một lần thứ hai bị tan. Bác ơi, sao bác tán con nữa vậy bác? Mày đâm ban. Tao nói hào quang xuất hiện á là cái thằng kép chánh nó đá lông nheo với bác. À vậy hả, rồi sao nữa? Ừ, anh đá vậy nè. Chuyên tới rồi con cản sao kịp. Đúng rồi bác, húp ảnh luôn. Tao đá lại hai mắt. Không những vậy, bác đá xong phi luôn. Rồi sao nữa bác? Khi cánh màn nhung khép lại, anh nắm tay bác chạy vô trong cánh gà. Rồi sao nữa bác? Anh tấn bác vô tường. Trời đã vậy bác? Tán tao bấy bạc tay. Ủa mà sao kỳ vậy bác? Tự nhiên đáng lẽ đá lông nheo là chịu bác rồi, sao tán bác dữ vậy bác? Nó kêu tao nhắc tuồng mày ơi. Trời đất ơi. Ừ, nó kêu nhắc tuồng. Vậy nè, nhắc đi má, nhắc đi má. À. Mà tao không nhắc. Tao im re, tao đá lại. Bởi vậy nó chửi tao là đúng rồi. Trời ơi, thì ra là bác bị quan tưởng tuồng cổ đó hả? Bởi vậy, sau cái lần tỏ tình vinh quang đó, bác bị đuổi ra khỏi đoàn luôn con à. Công nhận tình cảm của bác lâm ly bi đát quá bác hả? Nhưng không sao, máu nghề lúc nào cũng sục sôi trong con người của bác. Vậy hả bác? Bây giờ mình quất liền đi con.
Quất gì bác? Quất cái tuồng cổ hồi nãy. Được không? Được không bác? Ôi mày khinh tao hoài, tao nhắc tuồng nào tao cũng thuộc lắm mà. Hồi nãy mày làm vai gì? Con làm hàng Tố Mai. Đào Tam Xuân. Trời ơi, vai này nặng nha. Làm được. Rồi bây giờ con mời cái bác vô liền nha. Ừ. Dạ rồi. Hai đào võ tràng xin tha mà. Hàng Tố Mai đền tổ. Tố Mai, mày vốn thân là trai. Bác, sao máu nghề bác nổi lên bác không hát bác đọc chi vậy? Cái máu nghề tao là nhắc tuồng mà. Trời ơi. Ô, bác lầy gì luôn hả bác? Tao nhắc tuồng chưa đâu, hai câu cuối mày mới hết hồn. Sao bác? Mày chính là con tao, mà con tao là thằng Hùng. Bác ơi bác, bác nhắc lộn tuồng rồi bác, hạng Tố Mai làm gì có vụ đó. Mày chính là con tao là thằng Hùng. Không có đâu bác ơi, bác lộn rồi bác ơi. Má nói con đó Hùng, con là con của má, là thằng Hùng. Mày tính giấu má tới khi nào nữa hả Hùng? Hả? Má đẻ con ra, tao nuôi mày lớn thành hình thành người như vậy đó, mà giờ mày giấu má hả? Mày chê má quê mùa đúng không? Mày chê tao dưới quê, tao không cập nhật thông tin, tao không biết gì hết, nên giờ mày đối xử với má như vậy có đúng không? Dạ, dạ không, dạ, con xin lỗi mẹ. Bình thường mày kêu tao là má, mất mớ gì vô cảnh bi kêu bằng mẹ. Dạ mẹ, con không, dạ má, con không muốn giấu má đâu. Tại vì á, con sợ, con nói ra rồi á, má buồn, má giận, rồi má bệnh nữa, cho nên con không dám nói. Mày giấu làm cái gì? Mày làm như má không biết vậy á. Mà đâu phải mình má biết, tất cả mọi người ở đây ai cũng biết mày lộ từ dòng sơ khảo rồi. Hả? Mày giấu làm cái gì? Thà mày lộ luôn đi, bung xả luôn đi. Má cho phép hả má? Má cho con được xả hả má? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhận xét từ các vị huấn luyện viên dành cho Thanh Sơn và Phương Lan. Hôm nay hai bạn đều nó hơi lờn lờn. Tôi nghĩ là với cái tiểu phẩm như vậy, cái dạng tình huống như vậy, với cách chuốt của hai người bạn tôi là Tiến Luật và Thu Trang, nếu các bạn bản lĩnh là cười banh rạp rồi. Tôi nói thí dụ như bạn diễn tả một cái tình huống cực kỳ hay, là bạn yêu cái ông kép chánh, bạn đứng bên, bạn tựa cái rèm, bạn đứng nhìn kép chánh, đá nghe tao đá, trời ơi đang diễn mà đá tao chết chưa, tao phải đá lại chứ, tao đá là tao thấy nó đá nữa, hai bên đá lại, hát diễn xong vô nó đá tao như chó luôn. Nói sao vậy, nó biểu tôi nhắc tuồng tao không biết, tao tưởng nó thương tao đá biết. Thí dụ vậy, nó ngắn gọn vậy thôi. Mà bạn diễn đạt cái gì đâu mà nó dài quá trời dài. Tức là khi mà diễn đạt đến cái kết thúc thì người ta quên mất tiêu cái, quên mất cái đầu bạn gieo, cái giao đãi ở đâu rồi. Cái này là không phải là binh, nhưng mà lúc mà Lan với lại Sơn có trả bài để mà coi chuốt á, thì thật ra nó duyên hơn nhiều. Mà không biết sao hôm nay lên lại không hay. Tôi nói là luôn luôn là cái sai lầm của các diễn viên là khi ra sân khấu là chúng ta đẩy cảm lên, xúc mình lên tột đỉnh. Tự nhiên bị lớn. Không có cái gì nhiều dư thừa mà tốt luôn á. Cái gì ít tốt không? Ít là cái gì ít? Tóc ít như vậy. Nói chung Hà nói nhiều mà cũng không tốt. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Kết luận đi. Và bây giờ sẽ là quyết định của huấn luyện viên Tiến Luật và Thu Trang. Có những diễn viên không thể đi thi được là em á Lan. Ở ngoài rất là duyên dáng, diễn trên sân khấu cũng rất là duyên dáng, mà tới bước vô cái cuộc thi là cái duyên nó đi đâu mất tiêu hết trơn, không có một miếng duyên nào luôn. Còn về Sơn, hôm nay em cũng không có phong độ luôn. Nói chung là làm chị anh Luật thất vọng luôn. Cho nên chị quyết định loại luôn hai em. Tôi xin được chia sẻ điều này với hai bạn. Đây là sân chơi thì thắng thua thì cũng em cũng không có buồn gì mấy. Dạ, em cũng nghĩ đây là một sân chơi và bản thân tụi em vẫn phải học hỏi rất là nhiều điều. Và sự cảm ơn mấy anh chị đã
chỉ dạy cho tụi em rất là nhiều và cảm ơn mấy chị rất nhiều. Coi như đây là một cơ hội để mình tự nhìn thấy những cái mà mình chưa làm tốt và mình sẽ cố gắng để tốt hơn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn.